Những cách thể hiện tình yêu của nhóm 1% giàu nhất thế giới, cầu hôn giữa không trung ở đỉnh núi Everest, cho nhẫn kim cương vào vỏ chai ở tận Madagascar. Bối cảnh thực hiện lời cầu hôn kỳ quặc, các cuộc bỏ trốn hay những cử chỉ lãng mạn, đó là những yêu cầu từ giới siêu giàu mà người lập kế hoạch du lịch thường phải tiếp nhận. Theo The Washington Post, ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh khắc họa cuộc sống của giới siêu giàu trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh vào các sở thích, thú vui và thói quen có phần quái đản của họ. Nếu như các đòi hỏi kỳ lạ vốn thường hay nhắc đến là nhập khẩu nước khoáng để gội đầu hay mua vòi tặng vợ, thì đặc biệt hơn chuyện tình cảm là thứ họ cực kỳ coi trọng. Nếu bạn là ông trùm tài chính, ông trùm dầu mỏ hoặc người thừa kế số tài sản khổng lồ từ gia đình thì các cử chỉ lãng mạn theo tiêu chuẩn kép sẽ không còn phù hợp. Mà những người siêu giàu này họ đòi hỏi những biểu hiện tình cảm phải cực kỳ sang trọng. Công thức thường rất đơn giản, đó là chỉ cần thực hiện một chuyến du lịch phiêu lưu kỷ niệm trên toàn thế giới thật xa hoa để tôn vinh tình yêu của hai người, có thể là chuyến đi đến Rome, tham hiểm châu Phi hay một chuyến du ngoạn ngắm hoàng hôn và đi kèm với đó là hàng triệu đô la để phù hợp với phiên bản 1% siêu giàu của mình. Điển hình như thuê một hòn đảo tư nhân ngoài khơi ở Madagascar hay một siêu du thuyền cho hai người, tất cả đều có thể thực hiện được. Barnabas Kazager, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của GZ8G Group, một đại lý trải nghiệm toàn cầu chuyên phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu cho biết, đó là sự kết hợp giữa khả năng tiếp cận những thứ khó tiếp cận và sự xa xỉ ở mức tốt nhất. Bỏ ra 25.000 USD cho màn pháo hoa và bữa tiệc sinh nhật trên siêu du thuyền. Trong 30 năm làm việc ở ngành du thuyền, một chuyến đi lãng mạn nổi bật nhất đối với Caspas, một nhà môi giới cho thuê tàu của công ty Nozap và Johnson chia sẻ khi còn là thuyền trưởng của Starfire. Một siêu du thuyền dài 54 mét, Sport đã giúp một khách hàng chuẩn bị một món quà bất ngờ cho sinh nhật lần thứ 50 của vợ ông trong chuyến đi của họ quanh quần đảo Lốt Dốc ngoài khơi Venezuela. Phi hành đoàn đã bí mật tổ chức một bữa tối trên bãi biển của một hòn đảo tư nhân. Những người này đã mang theo pháo hoa và người bán pháo hoa bằng thủy phi cơ, vận chuyển đồ đạc, thực phẩm và đồ trang trí đến bãi biển bằng xà lan vào ban đêm. Họ đã thành công tạo ra điều bất ngờ trong màn đầu tiên của buổi tiệc đó, bao gồm 25 phút bắn pháo hoa, khoảng 1.000 đô la một phút, cộng với 280.000 đô la cho một tuần trên du thuyền, 75.000 đô la cho bữa tối trên bãi biển, cùng đó là 80.000 đô la cho chi phí chung. Như vậy, chuyến đi sinh nhật xa xỉ này tiêu tốn khoảng gần nửa triệu đô la. Sân nấm cục ở Tơ Sơ để tìm chiếc nhẫn đính hồn bị trôn vùi dưới đất là người đồng sáng lập Roman và Erika. Một công ty quản lý phong cách sống dành cho giới siêu giàu với chi phí thành viên hàng năm thường bắt đầu từ 100.000 đô la. Ejikaza Kowit đã quen với việc đáp ứng mọi ý thích bất chợt của khách hàng. Mới đây, cô được toàn quyền lên kế hoạch cầu hôn một khách hàng trong chuyến đi ý sắp tới của anh ta. Ejika đã đặt cho họ một chuyến đi 3 ngày, khoảng 50.000 đô la tới Phở Lo Dừng với kỳ nghỉ tại một căn phòng ở khách sạn Four Seasons Hotel Fergen. Zakowicz đã làm việc với một nhóm các nhà tạo mẫu để lên kế hoạch trang phục phù hợp với từng thời điểm trong hành trình. Chuyến đi lên đến đỉnh điểm với màn đi trực thăng tới Van Kia ở miền nam Tersozoni, nơi cặp đôi đi săn nấm cục tại một khu đất tư nhân ở thị trấn San Giovanni. Theo lời chia sẻ của khách hàng chuyến đi trong ngày này rất phức tạp, đầu tiên sẽ phải trình giấy phép để được hạ cánh xuống thung lũng Van Kia. Một cảnh quan thiên nhiên, nghệ thuật, văn hóa tuyệt đẹp được UNESCO cô công nhận là di sản thế giới. Sau đó, Jacquez đã sắp xếp để chiếc nhẫn được trôn ở một địa điểm đã được chọn lựa và du khách sẽ vừa đi tìm theo chỉ dẫn và vừa hái nấm cục thường ngoạn cảnh đẹp. Chuyến thám hiểm tới Nam Cực để kỷ niệm 10 năm ngày cưới để thực hiện ước mơ mà bạn gái hằng mong muốn của một khách hàng nam, người phụ trách du lịch cốt đan, dây chầu Mendat Bayer đã sắp xếp một chuyến đi đến Nam Mỹ và Nam Cực. Cuộc phiêu lưu đã tiêu tốn từ 250.000 đến 300.000 USD. Được biết, chuyến đi này bắt đầu ở sa mạc Atacama ở miền Bắc Chile, nơi họ đi bộ đường dài, đạp xe, nếm rượu và thậm chí ngắm sao với một nhà thiên văn học nổi tiếng. Sau đó, cuộc hành trình tiếp tục với chuyến bay đến đảo Kinh Dốc của Nam Cực, nơi họ lên một chiếc du thuyền thám hiểm sang trọng được trang bị máy bay trực thăng và tàu ngầm riêng. Họ đã khám phá cùng với nhà leo núi, đồng thời là tác giả quá cố Edward Webster và tất cả được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia vùng cực Pony Cơ Lừng với một đoàn làm phim tư nhân. Vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cặp đôi, họ đã bay trực thăng đến để ngắm đàn chim cánh cụt hoàng đế trên đảo Sở Nâu Hiu. Sau đó đến một tảng băng trôi hình ống, nơi khách hàng kết thúc hành trình để cầu hôn. Với chuyến đi lãng mạn như vậy, cô bạn gái đó đã đồng ý với lời tỏ tình và họ nâng cốc chúc mừng bằng một chai sâm panh cổ điển từ năm họ gặp nhau lần đầu. Cho viên kim cương màu vàng trong vỏ chai ngoài khơi Madagascar. Đối với con trai của một trong những khách hàng giàu có nhất của cô, Julia Carter, người sáng lập cờ giáp Travel. Đã dốc hết sức lực để phối hợp thực hiện một màn cầu hôn đỉnh cao với bạn gái lâu năm của anh ấy trong chuyến đi của họ tới Châu Phi. Họ bắt đầu với một chuyến đi săn cực kỳ sang trọng ở Botswana, sau đó bay riêng tới Madagascar với chi phí chỉ dưới 100.000 USD khứ hồi, nơi họ bắt điểm đến bằng một chiếc trực thăng trị giá 3.200 USD đến Mayvarnata, một hòn đảo tư nhân là nơi sinh sống của 100 loài vượn cáo nơi các biệt thự có giá 7.000 USD mỗi đêm cho hai người. Carter đã sắp xếp một chuyến lặn biển cho cặp vợ chồng này, sau đó họ quay trở lại thuyền riêng của mình. Ở đó, khách hàng yêu cầu bạn gái của anh ta mở một con ngạo mà anh ta tìm thấy trong khi họ bơi. Sau đó, anh chàng liền quỳ xuống cầu hôn bạn gái trong bầu không khí vô cùng lãnh mạn. Được biết bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng hiệu gơ giáp. Bạn gái đồng ý và cặp đôi đã nâng cốc chúc mừng dịp này với chai rượu sâm panh Juina cổ điển được đóng chai vào năm cô dâu tương lai chào đời. Họ hiện đang cân nhắc việc thuê toàn bộ tài sản Myvernator cho đám cưới của họ, chi phí rơi vào khoảng 100.000 USD mỗi đêm. Cầu hôn giữa không trung khi nhảy dù qua đỉnh Everest, tại sao phải quỳ xuống trong khi bạn có thể cầu hôn khi đang thực hiện nhảy dù ở độ cao hơn 1.524 m trên đỉnh Everest. Với khoảng 80.000 USD, công ty du lịch châu Á xa xỉ Zimotland đã sắp xếp một đề xuất như vậy. Sau đó là bữa sáng được phục vụ với rượu sâm panh ở độ cao 3.962 m đó là ngọn núi cao nhất thế giới. Còn gì tuyệt vời hơn thế, Carter Zinheo, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty cho biết, ngoài cú nhảy bất chấp tử thần, cặp đôi người Mỹ từng là những vận động viên nhảy dù dày dạn kinh nghiệm. Ngoài ra, họ cũng đã có 3 ngày đi bộ xuyên rừng ở Nepal và dành thời gian ở một trong những khách sạn sang trọng nhất của Cát mừng, một cuộc bỏ trốn ở Selin GT Với ngân sách vô hạn và một tuần để lên kế hoạch, Hilo Spinner, cố vấn du lịch sang trọng tại Beyond, được giao nhiệm vụ tìm một điểm đến độc đáo và lãng mạn cho một khách hàng cực kỳ giàu có muốn thực hiện ý định bỏ trốn, họ quyết định chọn Tanzania, thuê một số nhà nghỉ safari sang trọng One Nature Nyuhurzi ở, ở trung tâm Serengeti cho cặp vợ chồng và hai đứa con nhỏ của họ. Họ thuê một thủ lĩnh Masai địa phương để điều hành buổi lễ và 20 vũ công Masai biểu diễn sau đó. Những đứa trẻ này sau khi thực hiện xong sẽ được bay về nhà và cặp đôi mới cưới tiếp tục đến Santorini. Hy Lạp trong một tuần, nơi họ yêu nhau. Spinner nói rằng, cặp đôi đã rất vui mừng với chuyến đi, tổng cộng chi phí cho cuộc bỏ trốn này rơi khoảng 6 con số. Bỏ tiền để tân trang phòng khách sạn. Bờ dai ừn Pentech, chủ của Lắc Travel, nói rằng có sự khác biệt trong cách thể hiện sự giàu có giữa giới thượng lưu Mỹ và châu Âu. Ở dãy Anper, rất dễ thấy những hóa đơn ăn trưa lên đến 200.000 euro, Pentech nói. Brian Pentec từng có một khách hàng là một cặp vợ chồng siêu giàu du lịch tại khu trượt tuyết ở châu Âu trong vài tuần. Bà vợ thích khách sạn đã thuê, nhưng lại không thích căn phòng. Do đó, chồng bà đã nhờ kiến trúc sư trang trí lại căn phòng để giống ngôi nhà của mình ở thành phố. Ước tính chi phí tân trang căn phòng khoảng 100.000 USD.